Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh về dự lễ tổng kết năm học 2021-2022 và lễ ra trường của học sinh các lớp khối 9 niên khóa 2018-2022 của trường Trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Mở đầu chương trình, xin kính gửi đến các quý vị đại biểu khách quý chương trình văn nghệ với các tiết mục Múa Hào Khí Việt Nam do các em học sinh lớp 7A6 biểu diễn, tiết mục Võ Công Phu do thầy giáo Kiều Như Đạt biểu diễn, bài Flap 1 Tôi Trưởng Thành do các em học sinh lớp 9A5 biểu diễn. Xin kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý, các em học sinh cùng đón xem. Người chung tay dừng say ngắm soi.
học sinh cùng đón xem tiết mục Kung Fu do thầy giáo Kiều Như Đạt biểu diễn. Thầy giáo Kiều Như Đạt ạ.
Tiếp theo chương trình, xin kính mời các vị đại biểu, các quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh cùng đón xem tiết mục nhảy Club Mood Tôi Trưởng Thành do các em học sinh lớp 9A5 biểu diễn. Trân trọng kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêng! Chào cờ! Chào!
hội chủ nghĩa vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, khi tiếng ve râm ran, những con đường trải dài sắc tím của hoa bằng lăng và đỏ rực góc trời bởi những chùm hoa phượng báo hiệu một mùa hè đã tới, cũng là lúc một năm học đã kết thúc. Hôm nay, trong bầu không khí vui tươi phấn khởi, chúc mừng một năm học mới với nhiều thành tích trong giảng dạy của thầy, trong học tập của trò cũng như trong mọi hoạt động của nhà trường. Được sự nhất trí của chi ủy, ban giám hiệu nhà trường, trường trung học cơ sở Tản Thanh Oai long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022 và lễ chia tay cho học sinh lớp 9 niên khóa 2018-2022. Buổi lễ ngày hôm nay cũng là cơ hội cho các em học sinh lớp 9 được bày tỏ tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc của mình đối với những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ các em trong suốt 15 năm qua. Lễ chia tay ra trường trưởng thành và tri ân đồng thời là thông điệp về lòng biết ơn, sự rèn luyện đạo đức và trách nhiệm của bản thân với xã hội mà nhà trường và cha mẹ cùng gửi gắm đến thế hệ các em. Đến dự với buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện về phía đại biểu xã Tản Thanh Oai. Xin trân trọng giới thiệu ông Lưu Quý Hợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tản Thanh Oai. Ông Nguyễn Xuân Mai, Đảng ủy viên, cán bộ văn hóa xã Tản Thanh Oai. Đồng chí Vũ Thị Vân, Bí thư đoàn xã Tản Thanh Oai. Cùng các ông bà là bí thư chi bộ, trưởng các thôn tổ dân phố trên địa bàn xã Tản Thanh Oai. Về phía ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Vũ, trưởng ban thường trực hội cha mẹ học sinh, cùng các ông bà đại diện cha mẹ học sinh các lớp cũng có mặt đông đủ. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu cô giáo Đào Thị Phượng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thái, phó bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Thành, chi ủy viên, phó hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Đoàn Thị Hương Giang, phó hiệu trưởng nhà trường. Cùng các thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường đã có mặt đông đủ. Một lần nữa, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật rộn rã để chào mừng sự có mặt của các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh về dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, sau đây thay mặt ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình của buổi lễ. Chương trình gồm hai phần. Phần 1, lễ tổng kết năm học 2021-2022. 1, ổn định tổ chức. 2, văn nghệ chào mừng. 3, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 4, báo cáo tổng kết năm học 2021-2022. 5, tuyên dương khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc cho năm học 2021-2022. 6, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Phần 2, lễ ra trường và chia tay học sinh lớp 9 niên khóa 2018-2022. Đến dự và động viên chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu lãnh đạo Đảng ủy xã Tản Thanh Oai có lẵng hoa lên chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Đến dự buổi lễ ngày hôm nay, về phía đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cũng có lẵng hoa tươi thắm gửi tặng và chúc mừng đối với tập thể cán bộ giáo viên nhân viên hội đồng giáo dục của nhà trường. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Nguyễn Văn Vũ, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, đại diện cho cha mẹ học sinh các lớp. Trân trọng kính mời cô giáo Đào Thị Phượng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên nhận lẵng hoa tươi thắm. Xin trân trọng kính mời. Các công ty, các đơn vị tổ chức cũng có lãng hoa gửi tặng nhà trường trong buổi hôm nay. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, chủ đề năm học 2021-2022 thiếu nhi thủ đô học tốt, chăm ngoan, vui khỏe, an toàn. Đây là năm học đặc biệt với nhiều khó khăn và thử thách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, vượt lên mọi khó khăn,
thầy và trò trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai đã làm được những gì, đạt được kết quả như thế nào. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Đào Thị Phượng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên thông qua bản báo cáo tổng kết năm học 2021-2022. Xin trân trọng kính mời cô. Nở đón chào mùa hè cũng là lúc chúng ta tiễn học sinh lớp 9.
cuối cấp ra trường trong niềm vui pha lẫn nhiều tâm trạng xúc động. Những tuần cuối cùng trên ghế nhà trường, cô mong rằng các em cố gắng chăm ngoan, mạnh khỏe và dồn hết tâm sức để ôn tập thi cho tốt, đạt kết quả mơ ước theo nguyện vọng đã đăng ký. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Chúc các em lớp 6-7-8 về nghỉ hè mạnh khỏe, chơi ngoan, rèn luyện tốt. Chúc các em học sinh lớp 9 vượt ngũ môn thành công. Tôi xin tuyên bố bế giảng năm học 2021-2022. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe bản báo cáo của cô giáo Đào Thị Phương đã kiểm điểm những thành tích thật tự hào và thật đáng khích lệ. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được. Trường trường vang lên, đánh dấu những ngày khởi đầu và kết thúc của một năm học vô cùng đáng nhớ. Đại dịch Covid đã ngăn bước chân thầy trò trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai cùng hàng triệu học sinh thủ đô trong ngày khai giảng, nhưng chắc hẳn cũng để lại cho các em những dấu ấn khó phai và những cảm xúc đầy mới lạ. Một năm học mở đầu, không cờ, không hoa, không tiếng nói cười rộn rã, nhưng vẫn trang nghiêm và đầy cảm xúc tự hào. Đây là một năm học đánh dấu sự thay đổi về cơ sở vật chất, con người dưới mái trường 61 năm tuổi mang tên Trung học cơ sở Tạ Thanh Oai, với một dãy phòng học và một lãnh đạo quản lý mới. Với sự quan tâm đầu tư của Ủy ban Nhân dân huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng hành của cha mẹ học sinh, thầy và trò nhà trường đã không ngừng cố gắng vượt qua khó khăn, thích nghi tốt với việc dạy học trực tuyến trong tình hình mới, theo đúng phương châm, tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Đã có hơn 165 lượt học sinh được nhận các phần quà hỗ trợ học tập từ chương trình Sóng và Máy tính cho em của các cấp, sự quyên góp ủng hộ từ cha mẹ học sinh và các tổ chức cá nhân trên địa bàn xã với tổng số tiền hơn 44 triệu đồng. Công tác dạy học trực tuyến dần ổn định và đi vào nề nếp. Thời gian học trực tuyến còn nhiều hạn chế, song bằng lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, các thầy cô giáo đã không ngừng học hỏi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các phần mềm dạy học để mỗi bài dạy trở nên sinh động và hấp dẫn đối với các em. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động, nhiều cuộc thi trực tuyến tạo cho các em những sân chơi bổ ích, hình thành và phát triển những phẩm chất cần có của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở như các chùm hoạt động vui Tết Trung Thu, mỗi ngày một cuốn sách hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, cuộc thi biển đảo quê hương tôi, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Một ngày mùa xuân, dịch bệnh dần được kiểm soát, nhà trường đã phối hợp với trạm y tế xã tổ chức tiêm phòng cho học sinh. Cùng với đó là sự chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Học sinh khối 9 được phép đi học trở lại. Các thầy cô vui mừng, học sinh háo hức một thời gian dài không được gặp thầy cô, bạn bè. Niềm vui nối tiếp niềm vui, lần lượt các em học sinh khối 6, 7, 8 cùng được đến trường và hòa trong không khí của ngày hội ngộ. Những ánh mắt tươi vui, nụ cười rạng rỡ, âm thanh quen thuộc của thầy cô mới ấm áp làm sao. Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo đã được tổ chức thích ứng linh hoạt với tình hình mới, giúp các em thêm tự tin, chủ động và sáng tạo, như cuộc thi nét đẹp tuổi hoa, cuộc thi vẽ tranh, giản dựng video giới thiệu sách. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống, như tập huấn phòng chống đuối nước, giáo dục sức khỏe giới tính, giao lưu văn nghệ với đoàn nghệ thuật quân đội. Các em đã có nhiều cơ hội để phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Nhìn lại một năm đầy thử thách, nhưng thầy trò nhà trường cũng đã cố gắng không ngừng và đạt được những thành tích rất đáng tự hào.
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh các trường trung học cơ sở. Nhà trường vinh dự đạt giải nhì cấp thành phố, giải xuất sắc cấp huyện với dự án thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch COVID trong nhà trường do em Trần Thế Sinh Thái và em Nguyễn Văn Vượng thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô giáo Bùi Thị Hường. Bên cạnh đó, dự án ứng dụng hệ thống chiếu sáng, tưới nước tự động để thiết kế mô hình sân vườn thông minh do em Tưởng Xuân Kiên và em Phan Hương Giang thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Mai Anh cũng vinh dự đạt giải nhì cấp huyện. Ở cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, thầy và trò đội tuyển toán đã đem về một giải ba và hai giải khuyến khích. Trong đó, giải ba toán cấp thành phố em Nguyễn Gia Hưng, hai giải khuyến khích em Khương Gia Ngọc và em Đặng Văn Thiệu lớp 9A1. Nối tiếp các thành công đó, trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, nhà trường có 4 giải nhất, 6 giải nhì, 29 giải ba và 92 giải khuyến khích. Kết quả thi đấu trường toán học với 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 12 huy chương đồng. Những thành tích đó chính là minh chứng cho truyền thống hiếu học trên mảnh đất Tả Thanh Oai anh hùng. Và chúng ta tin dưới sự chỉ đạo đầy trách nhiệm của ban giám hiệu cùng với sự quan tâm tận tình của quý phụ huynh, nhà trường sẽ đạt được nhiều thành tích rực rỡ hơn trong thời gian tới. Xin được gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, các bậc cha mẹ học sinh đã luôn đồng hành và ủng hộ nhà trường. Cảm ơn các thầy cô và các em đã không ngừng cố gắng để xây dựng một mái nhà chung, trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai vững mạnh và chan chứa tình yêu thương. Năm học 2021-2022 đã khép lại với những cảm xúc khó tả trong mỗi chúng ta. Toàn trường chúng ta hãy cùng nhau nổ những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự thành công của năm học đặc biệt vừa rồi. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, năm học 2020-2021, nhà trường vinh dự có 3 cô giáo được khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao Quỹ khuyến học khuyến tài Chu Văn An, huyện Thanh Trì. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu cô giáo Nguyễn Mai Anh đạt giải xuất sắc ở bộ môn công nghệ, cô giáo Trần Thị Ánh đạt giải nhất ở môn văn, cô giáo Triệu Vân Anh đạt giải nhất môn mỹ thuật và cô giáo Trử Thị Huyền Trang đạt giải ba môn toán. Xin trân trọng kính mời các cô giáo lên phía trên sân khấu. Do lý do sức khỏe, vì vậy cô giáo Trần Thị Ánh sẽ nhận giải thưởng sau. Xin trân trọng xin mời. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Nguyễn Thị Kim Thái, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn nhà trường lên thông qua quyết định và danh sách khen thưởng đối với các thầy cô giáo đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên và thưa các học sinh, sau đây tôi xin được thay mặt cho ban thi đua của nhà trường đọc quyết định thi đua khen thưởng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Quyết định số 90, trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Tả Thanh Oai ngày 19 tháng 5 năm 2022. Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khen thưởng cán bộ, giáo viên có học sinh đạt giải cấp huyện, cấp thành phố, thưởng cán bộ giáo viên đạt sáng kiến kinh nghiệm loại A năm học 2021-2022. Xin trân trọng cảm ơn cô. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời các thầy cô được công nhận sáng kiến kinh nghiệm lên phía trên sân khấu. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Đào Thị Phượng, hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Đoàn Thị Hương Giang, phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Thành, phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Kim Thái, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, cùng các thầy cô giáo, cô Đoàn Huyền Trang, cô Hàn Thị Tươi, cô Bùi Thị Hiền, cô Trương Thị Hà Trang, cô Bùi Thị Hường, cô Trương Thị Thu Hường, cô Nguyễn Thị Thu Hường, cô Đỗ Mai Chi, cô Hà Thị Kim Chi, cô Kiều Thị Quyên, cô giáo Nguyễn Mai Anh và thầy Vũ Mạnh Tiến lên nhận giải. Lên nhận là các thầy cô được công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện. Xin trân trọng kính mời các thầy cô.
thi đua căn cứ nghị định 91/2017 NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật thi đua khen thưởng. Căn cứ quyết định số 09/2002 QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Căn cứ thông tư số 12/2019 TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 91/2017 của Chính phủ. Căn cứ công văn số 21/2020 TT-BGD Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục. Căn cứ công văn số 500/KH Hội đồng thi đua khen thưởng ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Thanh Trì về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm học 2021-2022. Căn cứ xếp loại đánh giá hai mặt giáo dục và các hoạt động trong năm học 2021, xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường quyết định điều 1. Năm học sinh đạt giải các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật cấp thành phố, 131 học sinh đạt giải các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp huyện có danh sách kèm theo. Khen thưởng 30 em học sinh khối 6 đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 591 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 457 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến cấp trường có danh sách kèm theo. Khen thưởng 3 em học sinh đạt danh hiệu cán bộ đội tiêu biểu, 24 em học sinh đạt danh hiệu kiện tướng kế hoạch nhỏ có danh sách kèm theo. Khen thưởng 20 tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm. Giải cấp huyện, giải nhất khen thưởng 10 cuốn vở, giải nhì 8 cuốn vở, giải ba 6 cuốn vở, giải khuyến khích 4 cuốn vở. Tặng giấy khen và vở thưởng đối với học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cấp trường gồm học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, 8 cuốn vở. Tất cả em học sinh. Xin trân trọng cảm ơn cô. Sau đây xin giới thiệu và mời lên sân khấu các em học sinh có tên sau. Em Nguyễn Gia Hưng, học sinh lớp 9A1, đạt giải 3 cấp thành phố môn toán. Em Khương Gia Ngọc, lớp 9A1, đạt giải khuyến khích cấp thành phố môn toán. Đặng Văn Thiện, học sinh lớp 9A1, đạt giải khuyến khích môn toán. Em Trần Thế Sinh Thái, đạt giải nhì cấp thành phố môn khoa học kỹ thuật. Em Nguyễn Văn Vượng, lớp 9A1, đạt giải nhì ở bộ môn khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Đào Thị Phương, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và bác Nguyễn Văn Vũ, trưởng ban thường trực cha mẹ học sinh sẽ lên trao thưởng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Nguyễn Trung Kiên, Tưởng Xuân Kiên, Phan Hương Giang, 13 giải 3 và 30 giải khuyến khích. Về các giải học sinh năng khiếu khối 6, 7, 8 với 2 giải nhất, 4 giải nhì, 14 giải 3 và 55 giải khuyến khích. Đối với cuộc thi đấu trường toán học cấp huyện, trường chúng ta có 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, 12 huy chương đồng. Sau đây xin mời các em học sinh có tên sau lần lượt lên phía trên sân khấu. Xin mời em Nguyễn Trung Kiên, lớp 9A5, đạt giải nhì ở bộ môn ICSO cấp huyện. Em Tưởng Xuân Kiên, lớp 9A2 và em Phan Hương Giang, lớp 9A2, đạt giải nhì nghiên cứu khoa học cấp huyện. Em Nguyễn Hà Thu đạt giải nhất
Em Nguyễn Hà Thu lớp 6A9 đạt giải nhất, học sinh năng khiếu môn tin học. Em Vương Sĩ Đạt, học sinh lớp 8A6 đạt giải nhất môn hóa. Em Nguyễn Trần Nhẫn lớp 6A10 đạt giải nhất môn tin khối 6. Em Đào Thu Tâm lớp 8A1 đạt giải nhất ở bộ môn tiếng Anh. Em Hoàng Ngọc Tùng lớp 7A1 đạt giải nhì môn toán. Em Ngô Thị Thúy lớp 8A1 đạt giải nhì môn hóa học. Em Nguyễn Khánh Phương lớp 8A1 đạt giải nhì môn tiếng Anh. Em Phạm Linh Tân đạt giải nhì lớp 8A1 đạt giải nhì ở bộ môn tiếng Anh. Về giải học sinh thi đấu trường toán học cấp huyện, mời em Hồ Huy Mạnh lớp 7A2 đạt huy chương vàng. Em Nguyễn Gia Hưng lớp 9A1 đạt huy chương vàng cấp huyện ở bộ môn đấu trường toán học. 2-4 huy chương bạc gồm các em học sinh Phạm Trung Hiếu lớp 6A1, Quách Phương Vi lớp 6A7, Vũ Văn Hoàng lớp 6A1 và Nguyễn Khánh Ngọc lớp 6A1. Sau đây xin mời các em có tên lần lượt lên phía trên sân khấu. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Đào Thị Phượng, hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Hoàng Thị Hương Giang, phó hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Thành, phó hiệu trưởng nhà trường. Các bác trong ban thường trực cha mẹ học sinh lên trao thưởng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Nguyễn Đỗ Quỳnh Linh, trong năm học vừa qua em đã cố gắng hết sức mình, vượt mọi khó khăn trở ngại để đạt được thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Sau đây xin giới thiệu em Nguyễn Đỗ Quỳnh Linh và xin trân trọng kính mời đạt giải khuyến khích ở bộ môn tin học cấp huyện lên phía trên sân khấu để nhận thưởng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Đào Thị Phương, hiệu trưởng nhà trường, bác Nguyễn Văn Vũ, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường lên trao thưởng cho em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Lớp trưởng của các tập thể lớp đạt giải thi đua. Lớp 6A1 đạt giải xuất sắc thi đua. Em Khuất Quang Hiếu lớp 8A9 giải trong cuộc thi Nét Đẹp Tuổi Hoa. Giải xuất sắc thuộc về tập thể lớp 8A8, giải nhất lớp 9A1 và lớp 6A11. Giải nhì thuộc về các tập thể lớp 9A8, 7A4 và 7A6. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời cô giáo Trương Thị Hà Trang, bí thư chi đoàn nhà trường lên làm công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương cho đoàn xã Đảng Thanh Oai. Xin trân trọng kính mời. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đảng Thanh Oai ngày 27 tháng 5 năm 2022, biên bản bàn giao học sinh. Hôm
nay vào hồi 8 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai, gồm các ông bà sau: 1. Bà Đào Thị Phượng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. 2. Bà Vũ Thị Vân, bí thư đoàn xã Thanh Oai. 3. Bà Trương Thị Hà Trang, bí thư chi đoàn trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học năm 2021-2022, đến nay đã kết thúc năm học, chi đoàn trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai tiến hành bàn giao toàn bộ học sinh hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Tả Thanh Oai cho chính quyền địa phương. Tổng số học sinh bàn giao là 1.282 em, có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng em học sinh kèm theo từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Ban chấp hành chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi cho nhà trường. Biên bản được thống nhất thông qua và kết thúc vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên lập một bản. Sau đây kính mời đồng chí Vũ Thị Vân, bí thư chi đoàn xã Tả Thanh Oai lên nhận biên bản bàn giao học sinh. Xin chính thức chào. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hoàng Dương. Em là Mai Kim Chi. Xin gửi đến các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh lời chào và lời chúc nồng nhiệt nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, để tiếp nối chương trình, chúng ta hãy nổ những chảo pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục nhảy vô cùng sôi động từ các bạn học sinh lớp 9A2. Looking at my PIC, I know.
4 năm trôi qua, 4 năm kể từ ngày chúng em ngồi đây đã lẫm bước vào ngôi trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. 4 năm quãng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đã đủ để biến tất cả những câu chuyện nơi đây thành kỷ niệm, thành yêu thương. Buổi lễ ra trường tri ân và trưởng thành ngày hôm nay là cơ hội cho chúng em được bày tỏ tấm lòng biết ơn tri ân sâu sắc của mình với ông bà, cha mẹ và các thầy cô giáo, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo chúng em trong suốt quãng thời gian học tập và rèn luyện vừa qua. Buổi lễ hôm nay cũng là thông điệp về lòng biết ơn, sự rèn luyện đạo đức và trách nhiệm của bản thân chúng em với xã hội và nhà trường và phụ huynh đã gửi gắm. Nói lời tri ân chúng em cảm thấy trân trọng và yêu được sống hơn, hiểu được ân nghĩa sâu nặng của cha mẹ, thầy cô. Chúng em sẽ hiểu được chính bản thân mình và con lớn trưởng thành hơn. Sau đây, con Nguyễn Thái Hà, lớp 9A1 sẽ thay mặt cho 3 thanh kính lớp 6 và học sinh khối 9 nên có đôi lời cảm xúc chia sẻ với thầy cô và các bạn. Xin mời bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo và các bác phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hôm nay, chúng em rất vui mừng và tự hào khi sống thành tích ngày hôm nay. Thầy cô đã phải đổ biết bao công sức và tâm huyết của mình, không chỉ dạy chữ mà còn dạy chúng em làm người. Thay mặt toàn thể học sinh trong trường, em là Nguyễn Thái Hà, học sinh lớp 9A1, niên khóa 2018-2022. Xin được gửi đến thầy cô lời biết ơn chân thành nhất. Vào buổi lễ trang trọng này, em xin thay mặt cho 369 bạn học sinh lớp 9, cũng xin gửi đến các thầy kinh đại biểu, các thầy cô giáo và các bác phụ huynh lời cảm ơn vì đã luôn dành cho chúng em những điều kiện tốt nhất để học tập. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cùng với những học sinh lớp 9 chúng em, những ngày được học, được sống dưới mái trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai thân thương là những ngày tháng tươi đẹp, cùng với những ngày trong trẻo nhất. Thời gian qua, dưới mái trường này, chúng em đã lớn lên kính cha, áo mẹ, chữ thầy, lặng lẽ, ân tình và gửi gắm biết bao hy vọng. Thầy cô đã cho chúng em tri thức, dạy dỗ chúng em nên người. Trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai là ngôi nhà thứ hai của chúng em. Nghĩ đến việc phải rời xa nơi này, em buồn lắm, nhớ lắm. Có những nước đi dọc những hồ ngang quen thuộc, đôi mắt nhìn ra khoảng sân trường đầy nắng và gió. Em thấy yêu quá những buổi mơ hồ dưới gốc cây. Em nhớ lắm tiếng giảng bài trầm bổng trong giờ học văn của cô Trung và nhớ cả những lời nghiêm khắc trong giờ học toán của thầy Tập, nhớ những lúc vui vẻ lý giỏ trong tiết tiếng Anh của cô Chi và nhớ cả những giận hờn với bạn bè và cũng nhớ nhất những lần quậy phá nghịch ngợm khiến thầy cô phải phiền lòng. Nhưng mỗi lần như vậy em được thấy tấm lòng của thầy cô cho chúng em với sự bao dung và tha thứ. Chia tay học sinh lớp 9, một lần nữa em mong quý thầy cô hãy tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà chúng em đã gây ra. Kính thưa các thầy cô giáo, công ơn thầy cô chúng em không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được. Chúng em chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô. Cho chúng em được cảm tạ công ơn dạy dỗ thật tình chân chất, uốn nắn thân yêu đã chắc cánh cho chúng em được bay cao, bay xa hơn trong cuộc sống. Chúng em xin cảm ơn thầy cô đã phải vất vả sớm hôm để những bài giảng trên lớp, để những cô con học trò lúc thì chăm chỉ, lúc thì lại lười biếng kinh nghiệm. Những kiến thức thầy cô truyền đạt hôm nay là hành trang vững chắc, là những khát vọng và bài báo để chúng em bước về một tương lai tươi sáng. Xa mái trường thân thương, nơi đã cho chúng em một gia đình ấm áp, nơi đã ấp ủ biết bao kỷ niệm và ước mơ của một thời học sinh hồn nhiên và vô tư. Những kỷ niệm về mái trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai yêu mến sẽ là một động lực để chúng em bước vào cuộc sống. Thưa các bác phụ huynh thân mến, bên cạnh việc giáo dục của thầy giáo, cô giáo, chúng con không thể không bày tỏ lòng biết ơn về tấm lòng chân thành nhất của mình đến các bác phụ huynh, những người cha, người mẹ đã sinh ra chúng con. Hôm nay, nhân ngày lễ ra trường, tri ân và thực hành các học sinh khối 9 trong bầu không khí trang trọng, khoảnh khắc thiêng liêng này, con xin được nói lên những suy nghĩ và tình cảm của mình mà mấy lâu nay chúng con chưa từng thổ lộ với bố mẹ. Bây giờ chúng con đã hiểu và cảm nhận được tình yêu thương, đức hy sinh cao cả mà bố mẹ dành cho chúng con. Trong buổi lễ tri ân này, con xin lỗi các bác phụ huynh, người bố, người mẹ của chúng con. Chúng con cảm ơn các bác đã đồng hành cùng chúng con trong suốt những năm tháng khi chúng con học dưới mái trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Chúng con hãy biết ơn sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ và con
người cố gắng cao nhất để sau này khi có dịp về thăm trường, chúng ta cùng tự hào báo cáo những thành tích đã đạt được với những thầy cô giáo yêu quý của mình. Và cũng trong buổi lễ trọng đại này, đại diện cho các bạn học sinh khối 9, em xin phép thầy cô có đôi lời nhắn nhủ với các bạn học sinh lớp 6, 7, 8. Các em thân quý, khoảnh khắc này anh chị cũng muốn nhắn nhủ với các em khối 6, 7, 8 yêu quý. Ngay từ bây giờ, các em hãy học tập thật chăm chỉ, lắng nghe thầy cô giảng bài, hãy yêu thương bạn bè và hòa đồng với mọi người để nối tiếp và phát huy truyền thống của nhà trường, để tiếp thêm những trang sử vẻ vang mà các thế hệ học sinh khóa trước đã và đang ghi dấu. Các em hãy quyết tâm phấn đấu và cố gắng không ngừng sáng tạo, học tập, rèn luyện thật tốt để giữ gìn và tô đẹp thêm truyền thống hiếu học của xã Tạ Thanh Oai. Thôi chào nhé trường ơi, hãy ngủ say, ít tháng nữa lại tưng bừng khai giảng, lại đón lớp đàn em thơ ngát như chúng mình đã đến đã đi. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo đã dìu dắt chúng em trong 4 năm học qua. Chúng em xin hứa sẽ học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng là học sinh của trường trung học cơ sở Tạ Thanh Oai. Đặc biệt chúng em xin hứa trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới sẽ cố gắng đạt kết quả cao nhất để không phụ lòng thầy cô bố mẹ. Lời cuối cùng em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo sức khỏe, chúc các bạn học sinh có một kỳ nghỉ hè thật thú vị. Sau đây em xin trân trọng kính mời cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường đại diện cho các thầy cô trong nhà trường. Trân trọng kính mời bác Nguyễn Văn Vũ đại diện cho các bậc phụ huynh nhân viên được bó hoa tươi thắm của chúng em. Xin mời đại diện các bạn học sinh lớp 9 lên tặng hoa. Thank you.
đó không còn là chúng ta nữa. Hãy trân trọng những giây phút cuối cùng này, bởi chúng ta không còn có thể sống lại những giây phút nồng nhiệt đẹp đẽ đã qua. Nhờ vào công lao dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo,
Sau đây, em xin trân trọng kính mời cô Trịnh Thị Na thay mặt cho các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy khối 9 lên có đôi lời tâm sự với các em học sinh. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị phụ huynh học sinh, kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh và đặc biệt là các em học sinh lớp 9 thân mến. Tôi vinh hạnh được đại diện cho các thầy cô giáo giảng dạy tại khối 9 của nhà trường niên khóa 2018-2022 phát biểu cho buổi lễ ra trường này. Tôi xin phép được dành toàn bộ bài phát biểu của mình cho các em học sinh lớp 9. Các em yêu quý, có lẽ với các em mùa hè này thật đặc biệt, mùa hè cuối cấp, mùa hè khép lại một cuộc hành trình 9 năm, mùa hè của những luyến lưu, nhung nhớ, chia xa mái trường trung học cơ sở Tả Thanh Hoai, xa bạn bè, thầy cô, xa lớp học thân thương, xa hàng ghế đá, sân trường, hàng cây xanh đã một thời gắn bó như từng hơi thở. Giờ đây, tất cả sẽ chỉ là ký ức. Lớp học ơi, hôm qua thấy bình thường, tôi vẫn vẽ lên tường lịch ngợm những buổi liên hoan, những trận cười vỡ lớp. Sao hôm nay bỗng thấy nhớ lạ lùng. Thời gian ơi, xin hãy ngược dòng cho sống mãi ngày cuối cùng liên khóa. Các em yêu quý, tâm hồn các em là những tháng ngày miệt mài học tập, những đêm khuya thức trắng khi bài vở còn chưa xong, những nét mặt, những ánh mắt, những nụ cười rạng rỡ mỗi khi đi thi vượt qua những kỳ kiểm tra đầy thử thách, những cái nắm tay, những cái ôm vỡ hòa trong hạnh phúc khi lớp mình được sướng tên trên bảng thi đua của nhà trường, những buổi ăn trưa vội vã rồi cùng nhau tập hát, tập múa cho kịp hội diễn văn nghệ, những chai nước được truyền tay nhau trên sân bóng với những giọt mồ hôi đẫm áo, những chùm bong bóng đủ sắc màu bay cao giữa bầu trời trong xanh mang theo nhiều ước vọng của buổi khai trường 2018. Các em thân mến, ngày đón các em vào trường, cô hiểu mình mang trọng trách giúp các em nên người sống có lý tưởng, có định hướng tốt cho tương lai, có kiến thức, có phương pháp, có kỹ năng để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Cô dùng từ giúp vì cô luôn mong muốn các em là chủ thể trong cuộc sống của mình, sớm có ý thức và khả năng tự lập, tự học, tự nghiên cứu. Nhà trường, các thầy cô giáo chỉ có thể tạo cho các em một môi trường tốt để các em phấn đấu, chứ không thể sống và học tập thay các em. Cô dùng từ giúp cũng là để trước khi chia tay nhau, nếu ai chưa hiểu thì bây giờ nên hiểu rằng các thầy cô đến trường không phải vì khen, chê, trách phạt. Các thầy cô giúp các em trưởng thành, các em thích được khen, thích không thích bị chê, ai cũng vậy. Nhưng đã đến lúc các em cần biết lựa chọn, giữ lại lời khen, tiếng chê nào có mục đích giúp mình tiến bộ, giúp mình hạnh phúc. Mà muốn tiến bộ, muốn hạnh phúc thì phải học cách sống, cách cư xử, đừng học cách tỏ vẻ hay sĩ diện lão. Vì trong thâm tâm cô luôn mong muốn các em là con của cô, những người con sẽ đem đến cho cô biết bao niềm vui, nhưng cũng không ít nỗi lo lắng, nỗi lo lắng, băn khoăn và bận lòng. Các em thân mến, cuộc sống chắc tránh khỏi những khi lầm lỗi. Tôi mong lễ ra trường ngày hôm nay là thời khắc chuyển giao thực sự của các em. Đã đến lúc các em cần ngộ ra chân giá trị của hai từ hạnh phúc. Chia tay các em, các thầy các cô vui mừng và tự hào vì đã giúp các em thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích, giúp các em trang bị được nhiều phương pháp học tập tốt, giúp các em rèn luyện được nhiều kỹ năng làm việc hiệu quả. Điều đó có thể là tiền đề cho một cuộc sống vật chất đầy đủ, thậm chí là dư thừa sau này. Tuy nhiên, cô vẫn băn khoăn không biết liệu khi ra khơi, các em có hạnh phúc không và các em có góp phần đảm bảo tương lai bền vững cho đất nước hay không. Với tư cách là người mẹ, cô mong các em có thái độ ứng xử thông minh, đúng mực với môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội, sao cho không chỉ các con của cô được sung sướng mà các thế hệ sau của chúng ta cũng được an lành. Ở nơi đây, các thầy, các cô vẫn dõi theo sự trưởng thành của các em, vẫn chờ đón tin vui của các em, vẫn mong mỏi các em được hạnh phúc. Các thầy, các cô đặt niềm tin vào các em, làm gì thì làm, các em hãy làm người bình thường tử tế.
Ở nơi đây, các thầy cô sẽ rất nhớ các em, sẽ gọi nhầm tên học trò mới khi các em khóa sau ngồi vào chỗ của các em, có cách ăn mặc, có mái đầu, cặp kính hay một cử chỉ nào đó giống các em ngày hôm nay. Tuy các em không sinh ra trong cùng một mái nhà, nhưng đã trưởng thành trong cùng một mái trường, trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Và nơi đây sẽ mãi mãi là điểm hẹn thân thương của tất cả chúng ta. Hãy trở về đây mỗi khi có dịp, ta sẽ cùng ôn lại kỷ niệm xưa, kể cho nhau nghe những niềm vui trong cuộc sống. Trước mắt các em là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đầy cam go và thử thách. Thầy cô tin rằng bằng trí óc, bằng nghị lực, bằng kỹ năng và thêm nữa là tình yêu của gia đình, thầy cô, bè bạn, cô tin chắc chắn các em sẽ thành công. Phía trước các em là con đường muôn nhà. Mỗi con đường thuận lợi có, nhưng chắc chắn không ít trở ngại, gian nan. Các em phải sống, phải đứng vững và phải đi trên chính đôi chân của mình. Và gặp nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin các em hãy nở một nụ cười cùng cái gật đầu thân thiện nếu như không kịp cất lời chào. Tạm biệt các em, cô chúc các em thực hiện được lý tưởng và những ước mơ cao đẹp của mình. Chúc các em luôn luôn mạnh khỏe, bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Mong các em thành nhân, thành công trong cuộc đời. Thầy cô luôn dõi theo bước các em đi. Chào tạm biệt các em. Một lần được nói hết những điều trong tim, biết bao
Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Nguyễn Văn Ngũ, trưởng ban thường trực cha mẹ học sinh, đại diện cho các bậc phụ huynh khối 9 lên có đôi lời nhắn nhủ với những người con của mình. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô, các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, thầy xin nhắc học sinh các lớp các em nhanh chóng ổn định trật tự. Lời đầu tiên cho phép tôi không di chuyển lên lớp để nhận thưởng. Các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh cùng toàn thể các em học sinh có mặt trong buổi lễ hôm nay. Hôm nay tôi rất vinh dự, tự hào và cảm động thay cho 369 phụ huynh của khối 9 có mặt có đôi lời tri ân đến các thầy cô giáo, nhà trường và gửi đến tâm tư tình cảm đến các em học sinh trong không khí long trọng và đầy ý nghĩa của buổi lễ tri ân hôm nay. Thưa ban giám hiệu, thưa các thầy giáo, cô giáo, các bác, cán bộ công nhân viên trường trung học cơ sở Tả Thanh Hoa, kính mến, tôi xin đại diện cho phụ huynh học sinh cô chú xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác lao công đã không quản nắng mưa dọn dẹp những vật tư chung khung cảnh trường lớp khang trang để con cái chúng tôi có được không gian học tập sự an toàn và sạch đẹp như ngày như năm vừa qua. Xin chân thành cảm ơn các bác bảo vệ đã luôn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng đó và đưa các con chúng tôi ra khỏi cổng trường, bảo vệ tài sản, gìn giữ nhắc nhở con chúng tôi chấp hành đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn các cán bộ nhân viên phòng ban, các bộ phận hành chính của nhà trường. Xin chân thành cảm ơn các cô nhân viên y tế, các cô hỗ trợ công tác y tế trong suốt quá trình thời gian dịch bệnh, sẵn sàng giúp đỡ các con chúng tôi khi tiêm phòng hay lúc các con ốm đau bệnh tật. Đặc biệt lời biết ơn sâu sắc nhất xin gửi đến các thầy các cô đã dìu dắt và con chúng tôi suốt 4 năm qua. Thầy cô không chỉ dạy cho con chúng tôi kiến thức mà còn khơi dậy tình yêu cuộc sống, giá trị nhân văn, niềm tin để các con chúng tôi luôn tự tin bước tiếp trên chặng đường mới. Và sau cùng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến lãnh đạo nhà trường đã luôn tạo điều kiện tốt nhất, tạo môi trường giáo dục tốt nhất để các con chúng tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Xin được nói lời tri ân tất cả các cháu học sinh khối 9 thân mến. Hôm nay các cháu ngồi quây quần bên nhau tại sân trường này lắng nghe lời tâm sự gửi gắm của thầy cô và mong ước của cha mẹ. Bác hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp được khắc sâu trong tâm trí của các cháu. Bác hy vọng đây sẽ là kỷ niệm đẹp được khắc sâu trong tâm trí. Rồi sau này khi rời xa mái trường đến lúc bước vào chặng đường mới, các cháu sẽ tự tin và trưởng thành hơn, công cao hơn, thương con hơn, công cha như những thái sơn, những hẹn ý nước trong nguồn của đời gian. Các cháu lớn lên đều thuộc vòng tay của cha mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình. Vì vậy các cháu hãy luôn nhớ và suốt đời cuộc đời này, cho dù các cháu có lớn khôn, cha mẹ luôn dõi theo chặng đường mà các cháu bước đi, luôn là người chắp cánh, chắp những đôi cánh cho các cháu bay cao bay xa với ước của mình. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách. Bác mong muốn và cũng mong rằng các cháu sẽ luôn được cố gắng phấn đấu bằng tất cả sự tự tin và mạnh mẽ để gặt hái được nhiều thành công. Các cháu thân mến, trong suốt 4 năm học tập dưới mái trường trung học cơ sở Tả Thanh Hoa, các cháu đã có một phần không thể thiếu trong ký ức của các thầy giáo cô giáo. Những thành tích và nỗ lực của các cháu đã góp phần tô thêm lịch sử vẻ vang và truyền thống của nhà trường. Dù mỗi cháu có hoàn cảnh điều kiện khác nhau, nhưng 4 năm qua các cháu đã cùng gắn bó với môi trường có bề dày thành tích, nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự yêu thương của các thầy cô, sự chăm sóc của cha mẹ kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Bác xin chúc các cháu hãy bình tĩnh tự tin để thi đạt kết quả tốt nhất. Bác xin chúc các cháu khối 6, khối 7, khối 8 hãy tự tin yêu trường, yêu thầy cô, cố gắng học tập
để sẵn sàng chuẩn bị đón kỳ thi tuyển cấp huấn luyện viên nhanh chương trình phối trí. Trước khi dứt lời, tôi bác gửi đến các cháu một thông điệp: hãy sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Hôm nay các cháu tự hào về ngôi trường mái trường, ngày mai nhà trường sẽ tự hào về các cháu một lần nữa. Xin chân trọng cảm ơn các cô, các ban giám hiệu, các thầy, cô giáo, cán bộ công nhân viên trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành công trên con đường, trên sự nghiệp con người. Lời cuối cùng tôi xin chân trọng cảm ơn. Các em học sinh lớp 9 thương mến, giờ phút ra trường, chia tay đã đến. Sau đây, mời tất cả các em học sinh lớp 9 đứng dậy. Xin mời tất cả các em học sinh lớp 9 còn ở các phòng học, chúng ta di chuyển ra sân. Các em thương mến, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta được đứng cạnh nhau dưới gốc xà cừ thân thuộc. Được đứng cạnh nhau dưới bóng xà cừ, lắng nghe những âm thanh, ngẫm lại những câu chuyện nơi sân trường mình từng chơi đùa, đùa nghịch mà tất cả đã trở thành kỷ niệm. Lễ chia tay ngày hôm nay, các em hãy siết tạch chặt tay nhau, cùng nhau nhìn lại sân trường này, những lớp học, hàng cây, để khắc sâu những kỷ niệm đẹp nhất trong 4 năm qua. Hãy dành tặng những tình cảm tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, các thầy cô chủ nhiệm của chúng ta, những người đã thầm lặng, tận tụy dạy bảo chúng ta từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào trường, để giờ đây các em khôn lớn trưởng thành. Các em học sinh lớp 9 thương mến, hoa bằng lăng đã lở tím phố rồi, đỏ cánh phượng bừng lên núi tiết, tiếng trống chia xa một thời đến lớp, đã sân trường nỗi nhớ mênh mang. Các em đang ở vào thời khắc đẹp nhất của tuổi học trò. Thời khắc này những người lãng mạn gọi là khoảnh khắc. Khoảnh khắc là khi trẻ con đã chuẩn bị thành người lớn. Khoảnh khắc là khi con thuyền trở đầy kiến thức, chuẩn bị cập bến rồi lại tiếp tục ra khơi. Ra khơi, thầy chúc các em thuận buồm xuôi gió. Ra khơi, thầy chúc các em chân cứng đá mềm. Ra khơi, thầy chúc các em mãi mãi giữ vững phong độ của học sinh trường trung học cơ sở Tả Thanh Oai. Kể từ ngày mai, thầy sẽ không được cùng các em lên lớp nữa. Trời xanh thăm thẳm, dẫn thầy biết bao giờ vui. Xin chào và tạm biệt các em. Xin mời lớp trưởng của các lớp của chị, các em sẽ mang hoa xuống để chia đối với các thầy cô giáo của mình. Xin mời mới đây thôi ta còn tới nhau một tay ra đến mới hôm qua ta cùng với nhau tay trong tay ta sắp tay ta chơi liền. Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách, và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn hẹn nơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc, môi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi. Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau.